Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, ông xã của mình chở đi San Jose để mà ăn trưa cùng với bạn. Đó là quán miền Tây. Nói đến quán miền Tây thì ở San Jose chỉ có một quán mà thôi, ở trong khu Century Mall. Trong cái mall đó thì có rất là nhiều quán, nhưng để chọn lựa bún mắm hay những món ăn thường ngày, ba món, tất cả những món ăn đều là món ngon mỗi ngày, không phải là những món ăn không nấu hết rồi hôm lại bán trở lại. Đó là lý do hôm nay mà mình sẽ đến đó quay lại một cái video chia sẻ những món ăn nào là món ăn mỗi ngày, và mình cũng có thể mua những món ăn đem về. Đặc biệt những món ăn mà mình thích mình cũng có thể gọi, thí dụ như muốn ăn một món chảo tôm hay bò nướng dĩa, bò nướng lá lốt hay bánh xèo, hẹn bạn bè ra một cái quán để mình ăn, mình có thể gọi trước 3-4 ngày, chẳng hạn như là bún mắm hay là bún già rau hay là bún nước lèo, bún cá, nhiều món ngon lắm. Hôm nay mình ra đó để mà mình review quay cho cô chú anh chị và các bạn xem. Khi mình đã đến đó ăn một lần bún mắm thì không thể nào bỏ qua, bảo đảm khi đến đây rồi là không thể nào không trở lại. Và bây giờ mình cùng nhau đi đến đó để xem có cái gì đặc biệt cho ngày hôm nay hay là cậu. Khi mình đến khu Century Mall Vietnam Midtown thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý một điều, hãy bỏ những gì ở sau xe trunk của mình thì bỏ từ lúc ở nhà, đừng đến đây rồi lấy ra bỏ vào, nhớ khóa cửa cho thật là kỹ rồi mình mới vào trong. Và khi mình đi ra cũng nên cẩn thận coi bóp của mình nhé. Cẩn thận khi vào shopping mall, mọi người phải nên lưu ý. Rồi bây giờ mình đã vào trong khu Century Mall. Kế bên thì có những quán như là khô bò, ô mai, trái cây. Nếu mà mình muốn vào đây á thì mình đi sớm một chút, có chỗ đậu xe ăn món ăn mình chọn lựa. Nhưng món đầu tiên hôm nay là mình sẽ ăn bún mắm, hẹn bạn bè ở ngoài này. Đây là một cái quán ăn rất là ngon. Bây giờ mình mời cô chú anh chị cùng đến quán miền Tây để chọn lựa những món ăn. Đây là menu mỗi ngày. Và đây là tất cả những món ăn mỗi ngày, lò nấu. Những món ăn này nấu như thế nào, đặc biệt như thế nào thì bây giờ mình sẽ để cho lò giới thiệu cùng với cô chú, anh chị và các bạn. Đây là cô chủ miền Tây. Hello, cô Hồng của Sông Mỹ. Hôm nay con giới thiệu đồ ăn của miền Tây. Đây là đậu hũ, nhồi thịt, là so chiên lên sốt cà chua. Còn đây là măng kho thịt, thịt đùi. Ở đây là thịt kho trứng kiểu miền Tây của con. Còn đây là gà kho sả ớt. Ở đây là cá kho tộ, nhưng mà bữa nay bán hết rồi, còn có nhiêu đây thôi. Đây là canh hũ ba nhồi thịt của kiểu miền Tây. Ở đây là tép gam. Đây là canh chua cá huyết,
cá bông lau của mình đó. Ở đây là đồ xào đậu que su su rồi cà gót xào thế nào. Đây là cơm chiên, cơm chiên này là chị cuối tuần mới có thôi, thứ bảy chủ nhật. Rồi đây là múc ra sẵn phần canh chua, ai khách lại là chỉ lấy thôi, 17 đồng mà. Đây là trứng chiên, trứng chiên thì đơn giản thôi, chỉ có hành với hành tây, hành lá, rồi bỏ gia vị vô và chiên lên, nhưng mà khách rất là thích. Đây là món thịt kho tiêu, thịt kho tiêu là mới làm đây, rất là ngon. Ở đây là món chè chuối đặc biệt của miền Tây, chuối, khoai mì, bột bán. Là miền Tây cuối tuần thứ bảy chủ nhật không có ngày khác. Nếu mà khách đặt body á thì một phần lớn nhất á là 40 đồng, phần nhỏ như là 10 đồng, nhỏ nhất là 6 đồng. Bún mắm miền Tây là một món ăn không thể nào bỏ qua. Nếu mà ai chưa từng ăn qua thì nên ăn thử một lần, bảo đảm là sẽ trở lại ăn. Một món ăn mình phải cho rằng là có nhiều người không có thích bởi vì cái mùi mắm quá là tanh. Nhưng riêng cá nhân của mình là không có tanh, bởi vì tất cả những cái mắm mà cô chủ bán đều là mua từ ở bên Việt Nam gửi qua đây. Vì vậy cho nên một món ăn bảo đảm khi đã ăn rồi thì sẽ quành trở lại. Cơm ba món thì gồm có là cơm và thêm hai món nữa, và mình cũng có thể chọn là bốn món. Hôm nay khách đặc biệt là cơm với lại thịt kho tiêu với trứng, nhưng mà bạn không ăn trứng chỉ ăn thịt. Wow, một cái dĩa thịt quá là nhiều luôn. Rồi bây giờ qua nữa đó là đồ xào. Quá là ngon luôn. Món này rất là đặc biệt, đó là mắm ruốc. Một món chè rất là đặc biệt, không thể nào bỏ qua. Nếu thích ăn là phải đặt. Món chè chuối, khoai mì, bột bán, miền Tây. Đã có người đặt hết tổng cộng là 4 hộp rồi. Bột chiên, canh chua, cá kho tộ, bún mắm, nhiều món lắm. Hôm nay là cái ngày đầu tiên mình sẽ nói chuyện với chị Hồng. Dạ, em chào khán giả, vị khán giả. Em tên là Hồng Nguyễn. Em làm cho quán miền Tây từ lúc quán ăn miền Tây đó mới vừa thành lập, mở cửa. Nấu ăn những món ăn miền Tây đặc biệt. Xin quý vị nếu mà có tới ghé tại miền Tây, quý vị ăn những món ăn của chân gã miền Tây rất là ngon. Cô chủ rất là thật thà, chất phác, bán ăn rất là nhã nhặn. Yeah. Chị làm ở đây thì có bao giờ chị cảm thấy là mệt mỏi không? Dạ không, em làm từ lúc tiệm mới mở cửa là em làm là em thấy thoải mái. Không có gì mệt mỏi tại vì cô chủ với em như một gia đình. Yeah. Nếu là gia đình thì làm với nhau thì thoải mái ha chị ha. Yeah. Cũng như là việc ai thì nấy lo, nhưng mà cái gì thì cô chủ cũng giúp ha. Dạ, mình làm trong tiệm thì chị em vui với nhau và đồng thời mình thoải mái thì mình làm có trách nhiệm với công việc mình làm. Thứ nhất là mình làm ăn phải làm bảo đảm an toàn vệ sinh cho khách hàng, thì như vậy thì mình mới bán, là khách hàng mới tới quán mình, tiệm mình như vậy hoài mình sẽ làm nó phát tiến triển hơn. Đúng rồi, em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Rồi bây giờ mình cùng nhau ra ngoài xem thử coi có những món ăn gì. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ, em chào khán giả. Thịt ta rồi là một món là ba chỉ xào mắm ruốc. Những món ăn như là hai phần bột chiên giòn, mì gõ ba phần, bún mắm hai phần, hủ tiếu một phần. Đặc biệt là cơm ba món, mình có thể chọn lựa bất cứ món mặn nào cũng như là đồ xào hoặc là canh, một dĩa cơm rất là đơn giản. Vậy thì lần đầu tiên bạn ăn dĩa cơm này cảm giác như thế nào? Có giống cơm mình nấu mỗi ngày hay không, hay là hoàn toàn làm những món ăn mà mình mua về không có ngon, không ăn nữa? Ồ, dĩa cơm này rất là ngon, như là nấu ở nhà mình nấu vậy đó, không mặn, vừa lắm, ăn rất là ngon. Một tuần lễ là bạn mua bao nhiêu món về để cho ông xã ăn? Một tuần là mua hết 5 ngày rồi để trong tủ lạnh, mỗi ngày hâm một món ăn. Ngày ăn nào cũng ăn ngon hết đó, ngày nào cũng vừa ăn hết đó. Có cảm thấy là chán hay là không? Không, chưa chán, ăn 2-3 tháng nay rồi. Rồi đặc biệt cái dĩa cơm này á là ăn
không có mặn, vừa lắm, không bột ngọt, về nhà không có khát nước, không có bị chuyện gì hết, ăn mỗi ngày luôn. Review cái món này có nên ăn hay là không? Món này quá ngon, thấy không, thấy tô này là ăn gần hết luôn. Lần đầu tiên mình ăn bún mắm, rất là ngon. Nhưng mà đã từng nghe người ta nói bún mắm nhưng mà chưa biết bún mắm như thế nào. Chưa biết, nhưng mà ăn rất là ngon. Rất là good, recommended. Vậy thì nếu mà cho điểm là cho bao nhiêu điểm? 10 điểm. 10 điểm luôn, thường người ta cho 5 điểm mà chơi chứ 10 điểm luôn hả? 10 điểm luôn. Thấy không, thấy mình ăn không? Rất là ngon, rau phong phú, ăn gần hết cái tô luôn. Thấy cái tô là gần hết rồi. Cái quan trọng ở trong cái tô bún mắm này nè, bạn cảm thấy rằng là có cái mùi tanh khó ăn hay là không? Không thấy mùi nước mèo lèo rất là đậm đà, rất là ngon. Bột chiên, đu đủ, nước mắm. Wow, quá là hấp dẫn luôn. Ngon rất không? Ngon không? Rất là ngon. Đúng hương vị của Việt Nam. Và bây giờ Hồng mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn một tô bún mắm trong màn ảnh. Rất là ngon nha. Đây là cá filê. Cá này á, là cô chủ phải mua trong chợ Costco. Còn cả cá cũng phải làm. Cà tím là một món không thể thiếu trong bún mắm. Như là theo quen cô chủ cũng làm luôn. Dĩa rau thì lúc nào cũng tươi, như là bắp chuối nè, bắp cải và giá. Nếu mà mình muốn ăn rau nhiều hơn đó thì mình cũng có thể nói với cô chủ cho mình thêm một dĩa nữa, không có tính tiền. Mỗi khi ra quán miền Tây để mà chọn lựa những món ăn thì thằng gồng bà mình nói một điều, bún mắm là một món ăn không phải ai nấu mình ăn cũng được. Cái mùi thơm của mắm, cái mặn và cái lạc cũng rất là quan trọng. Đặc biệt hơn nữa, khi một người không biết ăn bún mắm, cái mùi nó rất là tanh, không ăn được. Nhưng đến quán miền Tây thì chắc chắn một điều ai ăn cũng được. Chưa bao giờ ăn qua thì ăn một lần sẽ ăn nhiều lần nữa. Đó là những món mà mình thật lòng mà nói, nếu của chú anh chị ở miền Bắc Cali hay ở miền Nam có về để chơi thì ghé qua quán miền Tây là một món ăn mà phải nói rằng là ngon. Còn ở San Jose có bao nhiêu quán thì thật sự mình không biết, nhưng khi mình đã ăn được bún mắm ở đây rồi thì là một cái nơi lúc nào mình cũng đến. Hôm nay Hồng xin tạm phép dừng cái video ở đây, hẹn lại cô chú anh chị và các bạn qua cái video ngày mai. Thương mến Hồng ủng hộ video mỗi ngày cũng như là ủng hộ quán miền Tây. Cảm ơn, xin hẹn lại video ngày mai. Bye bye. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Từ khi coi YouTube channel của cô Hồng nói đến quán miền Tây của Loan ở trong khu Santimore thì có rất là nhiều cô chú và các bạn đã đến ăn và đặt đem thức ăn về nhà, tiệc cho gia đình, sinh nhật hay đám cưới, đám hỏi, tiệc ra trường. Nhiều món ăn chỉ cần cho biết trước một tuần là được rồi. Còn những món ăn gì mà mình thèm không có thể nấu, mình cũng có thể nói trước 2-3 ngày. Mình mời bạn bè ra quán ăn hoặc là mua đem về nhà. Những món ăn này giá tiền phải chăng không có mắc lắm. Mình ăn ngon và giới thiệu cho bạn bè. Mình chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều, luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày. Đừng quên cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment để mỗi ngày thức dậy đọc và hồi âm. Xin hẹn lại video ngày mai.